Xin chào các bạn, mình là Khanh Phạm. Mình là giảng viên tại Học viện Quốc tế Winnie Academy. Hôm nay thì mình có một bạn học viên mới. Bạn học viên này của mình thì đang học bài đầu tiên. Đó là tập nhặt da trên quả chanh. Nhặt da trên chanh thì khó hay dễ? Các bạn cùng tham dự buổi học với mình. Thao tác cầm kìm của bạn ấy đang bị sai. Bạn đang sử dụng ngón giữa để mở rộng hai bên thanh kìm. Thì khi làm như vậy thì cái ngón giữa này sẽ bị mỏi vì lực kì vào đây nhiều. Chúng ta sẽ đặt cái ngón giữa ôm dọc theo thân kìm. Mình sẽ hơi nhấc kìm lên, được chưa ạ? Mình sẽ kẹp hờ nhá, dùng ngón áp út và ngón út kẹp hờ lại này. Ngón trỏ của bạn phải đặt lên phía trên. Đó, bạn phải nghiêng kìm ra như vậy và rút tay lên hết phía trên kìm tốt nhất có thể, ít nhất. Đây này. Đó, ok rồi. Bây giờ bạn nhìn nhá, khi mà bạn mở bằng cái này, nhẹ thôi, một ly thôi, bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Em thấy dễ hơn không? Đấy. Còn nếu như nhá, em dùng cái ngón giữa này để đẩy kìm ra ấy, thì một lúc nữa thôi, chỗ này nó sẽ có vết hẳn, nó sẽ rất là đau và mỏi. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube của Winnie, đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và sau đấy này, mở ra mở vào thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Okay. Cái cổ tay này của các bạn nhé, cổ tay này không được quá võng. Quá võng bạn sẽ mỏi và nó sẽ hơi ngửa lên một chút thôi. Và nó đưa thoải theo đường cổ tay như thế này. Tay đừng kẹp chặt vào nách. Khi mà kẹp chặt vào nách thì cái tay này của bạn ấy, cái phần này nó sẽ bị mỏi, rất là mỏi luôn. Các bạn phải để nó hơi song song một góc 45 độ đây với thân người ạ. Đấy, thì đấy là cái tư thế mà thoải mái nhất thì bạn có thể nhặt được chanh mà không bị mỏi. Đừng kẹp chặt tay vào nách quá. Ok, trời ơi, từ từ chị bảo nhá. Tức là khi mà em làm ý thì em phải nhìn giúp chị cái phần này. Nhìn nhá, khi cầm kìm này thì bạn nhìn nhá, nó sẽ có hai cái phần lưỡi. Một phần lưỡi là để trượt trên mặt quả chanh ạ. Đây, dụ phần này là phần lưỡi trượt nhá, hiểu không? Nó sẽ trượt dọc từ đây xuống, nó giống như phần da của khách, nó sẽ trượt dọc theo đây. Và một phần này em cắt, này em có nhìn thấy không? Một cái thân kìm đứng im và một thân kìm chuyển động. Bây giờ bạn nhìn này, cái thân kìm đứng im mà nó vẫn phải đứng im và nó trượt theo đường miệng của quả chanh. Đó, thấy chưa? Thì cái đường cắt của em nó mới ngọt được và nó không bị vướng, nó không bị mắc. Tức là chị không hề nhấc cái chanh ra khỏi bề mặt mà nó đang trượt. Tức là kìm này đang trượt ở bên mặt dưới. Bạn nhìn không? Nhìn này, nó trượt ở mặt dưới này. Thấy chưa? Đó. Đây, thì đường cắt nó sẽ gọn. Còn nếu như em để như thế này và em nhấc lên, đúng không? Thì thứ nhất là nó bị đứt và thứ hai là nó bị giãn. Thấy chưa? Không nhấc lên mà là trượt dọc đường này này. Đấy. Nếu trong quá trình theo dõi video các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía dưới để Winnie cải thiện ở những video tiếp theo. Đúng rồi. Không được nhấc lên mà chỉ được trượt thôi, đúng không? Trượt lên, đúng rồi. Mở nho nhỏ thôi. À, chị bảo cắt nhá. Khi mà em cắt thì em không cần phải cắt đường dài mà em đi lên chỉ một ly thôi. Đây này. Tức là khi mà mình di chuyển lên nhá và mình chỉ nhặt phần xanh thôi, không được nhặt phần trắng. Một ly thôi, nhìn thấy không? Tức là đi lên rất là ít và cắt rất là ít. Cắt bé. Đúng rồi. Thì nó không bị vướng, em cắt hơi to. Em cắt nhỏ thôi, một ly thôi. Cắt càng nhỏ càng liên càng tục. Nhỏ càng liên tục. Tức là đi lên thì rất là ít và đi xuống thì rất là dài. Kẹp kìm vào đây, kẹp ngón này vào đây. Ok. Dùng mũi kìm thôi và đừng dùng quá nhiều cả cái thân kìm như vậy. Dùng mũi kìm thôi. Mở thôi, mở thật nhỏ và dùng mũi kìm.
Rồi. Đừng kẹp chặt tay vào nách, hơi thả lỏng. Đấy, đúng rồi, ngồi thoải mái ra. Chính xác thế đấy. Dùng mũi kìm. Lông thôi nhá, đừng cắt sâu. Cắt nông. Dùng mũi kìm check 45 độ. Bấm và lùi xuống, bấm và lùi về phía lòng mình nhá. Hơi to. Cắt bằng 1/3 như vậy thì nó sẽ nhỏ. Mở hơi tay hơi rộng rồi, hạ bớt xuống. Đúng rồi. 1/3 thôi. Vẫn đang hạ cả bàn kìm rồi, nhấc đít kìm lên. Chính xác, 1/3 thôi em. Đúng rồi, đấy, đúng rồi đấy. Thấy đỡ vướng hơn không? Đúng, ok. Đấy, đúng, chính xác, bấm vào lùi phía lòng mình. Đúng rồi, đúng luôn. Chị Khanh ơi, chị cho em hỏi một chút là cái việc mà nhặt ra ở trên tranh này ấy, tại sao mình lại phải bắt đầu bằng trên tranh? Và mình sẽ cần tập luyện bao nhiêu lâu thì để cho cái việc nhặt ra nó được vững hơn ấy? Rồi. Thực tế ra ấy, thì cái vỏ tranh này này, thứ nhất là mình chỉ nhặt phần xanh thôi, thì cái phần xanh này nó có cảm giác là hơi cứng hơn so với trên da thật. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là bạn phải thuần thục cái thao tác cầm kìm, và cái thao tác ý nó phải tốt thì bạn mới có thể ứng dụng trên da tay thật được. Đây nhá, khi mà bạn làm ấy thì lưu ý này, cái nhặt tranh này nó có một số những cái yêu cầu như sau này. Đó, thứ nhất là cái đường cắt của bạn ấy nó không được tưa. Thì khi mà mình cắt nó không được bị tưa thì mình cắt trên da của khách thì cái đường cắt nó cũng mới được gọn gàng. Chúng ta sẽ phải cắt một cái đường thuần thục này và không bị tưa. Thông thường ý thì mọi người tập trên tranh mất khoảng từ 1 đến 2 ngày. Và sau đó thì mọi người có thể cắt trực tiếp trên da tay mình được. Mình phải cắt trên da tay mình trước để cảm nhận á. Sau đấy thì mình mới làm trên khách. Đây bạn nhìn thấy không? Đây là một đường cắt không bị tưa này. Đấy. Còn nếu như mà nó bị tưa thì tức là mình cắt trên da thật nó cũng bị tưa như thế. Thế khi mà tưa như vậy nó cái thao tác cầm kìm của mình không tốt và mình chưa đạt yêu cầu. Đấy, lưu ý là chúng ta sẽ phải tập với đường thẳng trước nhé. Sau đấy thì mình sẽ tập với đường cong. Tức là lúc đấy thì bạn sẽ cắt một cái quả chanh như thế này. Đây là bài tập về nhà này. Chúng ta sẽ cắt một quả chanh và chúng ta sẽ bấm bắt đầu từ phía trên này. Cắt phần vỏ xanh thôi và bạn sẽ cắt giống như là bạn vỏ táo ấy. Đến bao giờ cái đường này nó không đứt hết cả một quả thì lúc đấy là chúng ta sẽ đạt được cái yêu cầu của bài. Lúc đấy thì mình sẽ được cắt trên tay thật của mình. Và mình sẽ cắt ở trên da tay của khách sau khi mà mình cắt trên tay thật. Bởi vì là khi mà mình cắt trên tay thật ấy, thì cái thao tác của mình phải thật sự thành thạo. Thì mình mới không bị phạm vào thịt khách, mới không bị chảy máu. Còn nếu mà mình chưa thành thạo ấy, thì mình cắt lần thứ nhất mà mình phạm vào tay khách và bị chảy máu ấy, thì lần thứ hai khi mà cho mình cắt lại thì mình sẽ rất là sợ khách. Và em lưu ý là chúng ta sẽ phải tập thật tốt trên này trước, và sau đấy thì mình mới tập trên tay. Thông thường là mất 2 hôm. Vâng, cảm ơn chị. Okay. Là buổi đầu tiên học cầm kìm thì thấy rất là lóng ngóng, vì là chưa biết là cầm như thế nào là đúng, và việc thao tác khá là khó. Nhưng mà khi chị Khanh hướng dẫn và chỉ cho từng chút một ở chỗ nào sai thì em cũng đã thấy là cầm kìm nó đỡ vướng hơn. Và thao tác ở trên tranh thì nó cũng cảm thấy là nó bắt đầu mình có cái độ cảm nhận là dần dần. Bài học nhặt ra trên tranh này thì nó là một cái bài học rất là nhỏ trong cái quá trình mà các bạn học tập và làm nghề. Nhưng mà theo mình ý, thì cái bài này nó có một cái vai trò rất là lớn trong cái quá trình bắt đầu các bạn làm quen. Rất là nhiều bạn bây giờ thì đi học nghề đấy, các bạn chú trọng rất nhiều vào phần đắp form, các bạn chú tâm rất nhiều vào phần đặt bát hoa, nhưng các bạn lại bỏ qua cái phần nhặt da và sơn sửa. Nó dẫn đến một cái việc là khi các bạn đi test tay nghề cũng như là khi các bạn làm tại cửa hàng đấy thì hầu như là các bạn không được nhận hoặc là các bạn không có khách. Là bởi vì khi mà các bạn vào tiệm đầu tiên thì người ta sẽ test bạn là bạn phải biết nhặt da, bạn phải nhặt da thành thạo, bạn phải sơn sửa tốt. Và khi mà khách người ta vào tiệm của bạn đấy mà người ta thấy bạn nóng ngóng ngay từ cái bước mà bạn làm sạch móng, bạn làm sạch phần viền da của khách thì họ đã không muốn làm các dịch vụ tiếp theo rồi. Thế nên là các bạn, theo mình, theo lời khuyên của mình thì các bạn lên làm tốt phần này, tức là học đến đâu chắc đến đấy.
làm tốt phần nhặt da sơn sửa đi, rồi sau đó hãy quan tâm đến các phần khác. Và các phần khác đó thì nó sẽ có trong những cái bài tiếp theo của kênh YouTube của Học viện Quốc tế Winnie Academy.